Bánh mochi có dễ làm không? Các bác cùng tôi thử làm bánh mochi phiên bản Hà Cúc Kinh nhé. Hôm nay tôi làm bánh mochi nhân khoai lang. Chỗ các bác có khoai lang này không? Đây là khoai lang mật á. Khoai lang này mà luộc kỹ hoặc nướng lên cơ, eo ơi mật nó chảy ra, ăn ngon dã man. Tôi chưa thấy loại khoai nào nó ngon như loại này luôn á. Khoan khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, chia sẻ cho Hà đi. Nói đến khoai lại nhớ hồi bé, quê tôi nhà nào chả có khoai. Trước khi đi chăn trâu, nhét mấy củ khoai vào túi đã. Ra đến ruộng là đứa tìm cây, đứa tìm lá. Xong rồi gom lại, nhóm lửa lên nướng khoai. Rồi lạnh lạnh ngồi bên đống lửa ăn khoai nướng. Eo ơi, nghe thôi đã thấy nhớ rồi. Lâu lắm không còn được ăn khoai lang vùi trong than nướng rồi á. Ngồi ăn khoai lang nướng mà đứa nào đứa nấy mồm nhọ nhem, buồn cười cực. Giờ thì các bác không còn được những trải nghiệm như tụi tôi hồi trước nữa, nên thi thoảng tôi sẽ kể cho các bác nghe, để các bác biết 9X đời đầu tụi tôi trải qua tuổi thơ như thế nào nhá. Hồi ấy cả làng có 1-2 cái tivi thôi, mà lại còn tivi đen trắng ý. Đến giờ phim là cả làng kéo đến xem phim, y như đi hội luôn. Hai cái là đang xem phim thì gió nổi lên xoay chiều anten, muỗi bay kín màn hình luôn. Thế là lại ngồi há mồm ra, chờ người ra xoay anten. Nhiều lúc chờ chỉnh xong, phim đã hết mất rồi. Kể chưa xong câu chuyện đã làm xong bánh rồi. Bánh hôm nay rất là ngon nhá, công thức tôi để hết trên màn hình rồi. Các bác nhớ like video của tôi, hôm sau tôi kể chuyện tiếp cho mà nghe nhá.